Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đi Đi Nào Cơ Mơ nha. Và hôm nay mình sẽ có một cái clip gọi là trải nghiệm lại cái con game gọi là Root of Bacha phiên bản chính thức. Thì mình cách đây 2 năm mình đã review cái con game này và mình đặt tên cho nó là Root of Bacha Diwali thời tiền sử ha. Cũng khá nhiều anh em ủng hộ, cũng lâu rồi. Hôm bữa hôm livestream chơi lại và cách đây 10 tháng thì có livestream co-op chơi với chị Tẩu ha. Thì nói chung game khá hay, ok, giống như ta Diwali vậy. Nhưng mà thời kỳ tiền sử với nhiều cái cốt truyện và những cái event khác nhau. Ok, rồi trở lại với game thì bây giờ mình sẽ tạo một cái lot layer mới để chơi cho anh em xem nhé. Game này thì nó có co-op nhưng mà giá của nó khá cao, nên là nếu mà mình có livestream mình chơi thì mình sẽ chơi một mình thôi, còn sau này có điều kiện thì mình sẽ rủ anh em chơi chung, chứ bây giờ mình nghèo quá. Đây thì anh em có thể chọn một cái nhân vật, mình có thể bấm chữ X để nó random. Ok, Son Goku các kiểu vậy. Anh em có thể tạo này cũng được nha anh em, nhưng mà mình đang random. Nhìn như củ hành vậy. Đầu chọc nè. Nhìn đô con vậy. Ở này được nè, nhìn thật là cute. Ok, DT. Rồi start. Rồi thì cái con game này thì mình nói thật sự thì nó chơi phong cách thôi và lối chơi nó giống Stardew Valley, nhưng mà nó có rất là nhiều điểm riêng, nhiều điểm nhấn riêng của nó, những thứ mà họ đã gây dựng 2-3 năm qua để có thể làm ha, cũng rất là tâm huyết, mình cũng đánh giá cao điều đó. Rồi thì mình có thể khiếp bút chuyện một chút, thì đại loại là mấy đứa trẻ trong làng này bắt đầu thắc mắc về những cái nguồn gốc của bản thân, thì những ông già làng thì bắt đầu mới đưa tụi nhỏ những cái suy nghĩ với những cái câu chuyện lịch sử các kiểu. Và đơn giản thì bây giờ mình bắt đầu cuộc sống của mình thôi, khi mà mình lớn thì mình bắt đầu thăm ngàn kẹp ngần làm ăn các kiểu ha, chứ không có gì đặc biệt. Ok, thì đây chính là cái hình ảnh game chúng ta. Thì về nhân vật chúng ta nhìn khá đẹp, cái chân đi thì hơi tật chút anh em nhé. Đó, cute không, hình ảnh cây cối đồ đẹp mắt ha, nhà cũng đẹp, cây cối xanh um tùm ha, rất là đẹp mắt, được chưa. Đây là cái hạt giống này. Còn ví dụ như anh em không biết làm gì thì anh em dễ lắm, bấm chữ Z nhé. Anh em sẽ thấy đây có nhiệm vụ là work together này, chúng ta có thể tìm hạt giống này. Ở trên bản đồ thì nó hiển thị những cái dân làng các kiểu để anh em có thể thao tác nha anh em, biết ở đâu để thao tác. Bây giờ thì hiện tại đang chưa có mini map đâu, nhưng một tí nữa này sẽ có mini map, tại vì mình tạm thời mình chưa có làm gì được á, chưa có mini map. Ok, tí nữa sẽ có mini map sau. Đây là mình sẽ thu thập 4 hạt giống này. Tiếp theo thì mình có thể chào 27 dân làng, thì cái này nó giống như nhiệm vụ khúc vào đầu ha, khúc vào đầu. Đây mình sẽ lấy hạt giống thôi. Đây mình sẽ lấy hạt giống. Đây hạt giống đây, mình có thể lấy hạt giống ở đây. Mình sẽ lấy được cây lớn thôi nha. Ok, sau khi mình đã lấy hạt giống xong thì mình xem mình đủ chưa. Ở đây thì anh em có thể thay đổi luân phiên nè. Mình sẽ bấm số 1, số 2 để đổi nè. Đây nè, trên này nè, đó, bấm chữ E nè. E để mình đổi nè ha. Từ talk này, từ hai xe này, đấy hai xe. Ok, inventory vào trong túi, thì hôm nay chúng ta có túi hạt giống. Ok, rồi bây giờ mình có thể dọn dẹp những cái xung quanh để mình trồng bố hạt giống thôi. Game này nói chung thì cũng nhạt, chung là nhạt. Rồi mình bấm chữ E, sau đó thì mình bấm vào water skin. Water skin nó cho túi đựng nước à. Tool C. Hạt giống đâu ta? Đợt trước mình chơi xong giờ mình quên mất anh em ạ. Land fiber. Đây mình có hạt giống đây. Làm sao để equip nó qua ta? Mình chỉ biết là cái này nó trồng vào mùa xuân. Đấy, nói chung là quên mẹ rồi anh em. Mình sẽ đi vòng vòng mình xem thôi. Thực ra thì nó sẽ có hai chỗ để lấy hạt giống ở đây nhé. Mình sẽ bấm vào trong cái nhiệm vụ này. Đây, first to farm. Thì anh em view trên map này, thì anh em thấy chỗ này nó có một cái này ha. Mình ở đây nè, mình đang ở đây nè, mình đi lên chút là mình thấy nè, hoặc là mình đi xuống đây. Mình sẽ đi lên chút nhé. Đây, mình đi lên đây chút. Đây, nó chính là cái chỗ này. Đó, nó chính là cái chỗ này nè. Chỗ này chính là cái chỗ nãy mình lấy hạt giống nè, đúng không? Đó thấy chưa?
Bản đồ chỉ thì hơi tù chút anh em, nhưng mà thôi kệ đi cũng được. Còn không thì anh em có thể chạy xuống dưới. À, và cái con game này thì mỗi khi anh em chào một cái dân làng nào đó thì nó sẽ tính cái nhiệm vụ đó anh em. Mình cứ chào hết mọi người đi, nói chung là chào đủ 27 người thì nó sẽ có một số phần quà. Đây lâu lâu họ sẽ cho mình quà nè. Với lại nó sẽ có những cái nhiệm vụ anh em nhé. Rất là nhiều nhiệm vụ nữa. Mình đi vòng vòng xuống đây lấy hạt giống nè. Chào dân làng. Mình bấm một một cái người nào đó thì họ sẽ giới thiệu là trong vòng họ họ có những ai luôn. Ví dụ như anh em thấy nè, ví dụ nhìn bấm cái người này nè nha, cô bé này. Thì đây nè, partner này. Ri. Ai đây? Ada. Đây, mình có thể lấy hạt giống bằng cái này cũng được này. Ô, con này nó cho mình hạt giống này, hạt giống tomato. Đây, mình có thể lấy hạt giống tomato ở đây. Cái nào chín thì mình mới lấy được nha anh em. Đây. Ok chưa? Mình có thể chặt cây. Mình nhớ nhầm, mình có thể chặt cây mà. Anh em bấm chữ E, anh em chọn qua công cụ khác, anh em chặt cây. Đó là được nè, thấy không? Chặt cây nè. Chặt cây bằng công cụ đá. Hơi lâu chút. Game này thì vài bữa nó có nên lên đời đó anh em, lên đời nữa. Mình sẽ nâng cấp từng đời lên giống như đế chế rồi đó, như chim sẻ đi nắng rồi đó anh em. Tham gỗ ông đồ lên đời đùa thôi. Thực ra là khi mà anh em chơi á thì có những cái thời kỳ nó sẽ phát triển, mà mình nhớ không nhầm nó có một cái bãi đá, nó có một cái bãi đá anh em, có một cái bãi đá mà chơi đó là nơi mà mình sẽ nâng cấp và phát triển cái đời lên. Cái bãi đá nằm đâu ta, nó có một cái đồng hồ vạn niên á, ở chỗ nào quên mất tiêu rồi. Nói chung là vài ngày nữa anh em chơi tà tà theo cốt truyện nó sẽ dẫn anh em tới đó. Bãi đá đâu ta, con này là khu rừng này. À, thêm một cái nữa, anh em nếu muốn câu cá thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em câu cá anh em nhé. Game này câu cá cũng khá là vui. Từ từ mình xem lại cái này đã. Ở đây mình có hai cái là cà chua với lại cà rốt, hai thứ mà mình có thể trồng lần đầu. Và mình có hai cái nông trại. Mình sẽ xem thử là mình đã trồng được chưa nhé. Sau đó thì mình sẽ đến với cái việc là mình chữ M, chữ Y, chữ đây này, đây mình có một cái túi ở đây nè, táp hả, táp hả, đây là túi nước. Là sao để chữ đây đây đây, có thể là đây đây hạt giống đây nè, đây mình có thể trồng bằng cách là bấm vào bên kia hạt giống ha. Sau đó thì mình có thể bấm vào số 2 thì mình tưới nước, ok. Đó, đó chính là tưới nước và mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên. Hoàn thành chưa? Vẫn chưa được à, mình phải trồng cho nó lớn lên là mình thu hoạch nữa. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em câu cá cơ bản. Anh em có thể câu cá rất là dễ dàng đối với con game này. Về sau thì có cần câu không biết có khó hơn không, chứ câu cá rất là dễ anh em. Đây mình câu cá thử cho anh em xem nhé. Anh em chỉ cần lấy một cái đồ đập đá thôi, một cái rìu đá thôi, mình sẽ cho nó đủ độ tin cậy đó, sau anh em đập nó hụt rồi. Hụt rồi anh em. Con khác. Khi nào mà nó đủ ba cái chấm anh em đập một cái là được. Đây mình nhìn nè. Ok chưa? Một con cá mới ha, rất là dễ. Mình cứ anh em đủ cái độ tin cậy, có nghĩa là cho cái con cá nó đúng vào cái tầm nhắm của anh em một thời gian là được. Ví dụ như anh em mình làm lại chưa? Anh em thấy nó có một cái dấu chấm không? Hai dấu nè, mình có thể đập được rồi đó. Ô, hụt rồi. Tốt nhất là anh em nên đỡ ba dấu chấm. Đây, mình đã để đập được. Ok. Rất đơn giản đúng không anh em? Thì game này thì nó có một cái điểm dở là khi mà anh em chơi ấy, thì nó sẽ bó buộc anh em trong một số cái nhiệm vụ nhất định. Nó không có phải là thoải mái như Stardew Valley khi anh em có thể lựa chọn là hôm nay tôi đi đập đá, hôm nay đi trồng cây. Thì đó là với phiên bản demo, còn với phiên bản này thì mình không chắc là nó có thay đổi nhiều chưa ha. Thì về cơ bản thì nó chơi vậy, cũng là trồng trọt chăn nuôi chiêu linh. Có co-op, tạo clan các kiểu. Nhưng mà có dịp thì mình sẽ rủ team mình co-op anh em nhé. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Game rất là hay nha anh em.